Điều gì đã khiến em vứt bỏ đi hết? Điều gì đã khiến anh vứt bỏ đi hết? Có hiểu là hết là như vậy. Đừng nói. Điều gì đã khiến anh vứt bỏ đi hết? Đã thanh hút vào trong rồi. Bật ra ngoài. Điều gì đã khiến em vứt bỏ đi hết? Mình phải nhận định được chuyên môn nhá. Nghĩa là ngoài cái việc là thầy mong là các con ra làm nghề, các con nghe một ai hát sai, phân biệt được là cái vị trí âm thanh là nó sai ở đâu, đang bị làm sao bạn sai. Nghĩa là mình không phải là mình chỉ học để hát hay là mình học để xử lý được tốt, mà mình phải nắm vững được những cái nó thuộc về âm thanh, thuộc về kỹ thuật. Ví dụ nhá, khi mà con hát như này là nó có hai chiều âm thanh. Cảm nhận nhá, đây là một cái âm thanh đi ra ngoài này. Hút vào trong này. Nó rộng ngược đằng sau này. Được chưa? Cùng lên một đốt. Nhưng mà đặt sai âm thanh. Nếu có cái âm thanh mà đi ra ngoài mà oang oang ra, không có cái độ úp âm thanh xuống, nghe cũng rất là gì? Cứng. Đấy, đấy là âm thanh cứng. Mặc dù ra khỏe không? Ôi, bạn này bạn hát ai nốt cao thế, bạn này bạn đi đeo tình tốt thế, bạn thấy cái kia các thứ thôi. Tất cả những cái đấy không phải dọa. Đừng bao giờ lấy cái đấy ra để mình dọa một ai đấy. Lấy cái đấy ra để thể hiện là à, tôi có thể có khả năng hơn người hay gì đấy. Đừng, nó phải hợp lý và nó phải đẹp và nó phải giữ cảm xúc. Ví dụ đây là đúng này. Điều gì đã khiến anh vứt bỏ đi hết? Điều gì đã khiến em vứt bỏ đi hết? Quá to thế. Rồi đừng có mà mở miệng quá to, thế là đôi khi là nó sẽ hút ngược cái âm thanh vào bên trong đó. Hiểu không? Mình phải mở vừa đủ thôi. Còn này, là âm thanh nó đang đi ra ngoài, nó lại ngược lại vào trong đó. Điều gì đã khiến em làm cái chữ gì là cái chữ chán ấy? Điều gì đã khiến anh đã nó là giống ngã cơ mà. Điều gì đã khiến em không hay? Điều gì đã khiến em vứt bỏ đi hết? Bóp cổ đấy. Nào, này thả lòng người chưa? Đừng bao giờ để cho cái âm thanh của mình nó bị hút vào bên trong, đúng không? Nó là cái tật. Mình lại phải tập rất nhiều năm, rất là nhiều thời gian, nó lại đi ra ngoài, đúng không? Nhưng mà ra ngoài nhiều quá, sáng quá, đôi khi lại nhầm lẫn thành hét, đúng không ạ? Đôi khi cái âm thanh đi ra nó không có một cái gì, chỉ có cuộn vào. Đó. Vậy cho nên là bây giờ nhá, cái điều đầu tiên của mình ý, là cái hơi thở mình đã cảm đúng chưa? Nãy giờ cứ lấy hơi ngược này lên, lấy ngược đỡ ra này. Và thêm nữa là nhá, trước khi đến cái chữ hết cuối cùng đấy thì cái chữ đã hay chưa? Chưa. Điều gì đã khiến sao lại hát kiểu đã. Điều gì đã khiến đã đấy là hay. Điều gì đã khiến anh vứt bỏ từng câu từng chữ nó phải ok. Đừng có tự nhiên là chỉ vì cái chữ hết, chỉ vì cái chữ cuối cùng đấy để gọi là gì, trưng trổ cái đấy không được. Tính toán ạ. 2, 3. Điều gì đã khiến em vứt bỏ đi hết? Này, không có tiếp phải dung dung này. Hết mà đấy. Không ai dạy dung hết này cả. Có nhiều bạn là dạy dung này đúng không? Ngày xưa là khi mà con học vô tình ở đâu để con này là sai nha. Ở đúng ngoài nó bao giờ là như này. Cái dung quan trọng đó là cái sự cảm nhận và là làm hơi. Khi là một cái lốp mà nó bị xì, nó xì như nào? Chứ nó không phải là cầm này lắc để làm gì, đúng không? Nó phải có sự chủ động để hơi hơn. Điều gì đã khiến anh vứt bỏ đi hết? Đó, vút nhỏ lại cuối một chút để cho nó đỡ căng. Điều gì đã khiến em vứt bỏ đi hết? Tiếp. Phải chẳng rằng người ta tốt hơn anh chỗ nào? Tại sao em mang nỗi buồn giăng kín lối? Tình yêu vốn đẹp bởi từ cái rét mang lại ngọt ngào, đâu phải làm cho nước mắt rơi đâu. Nào, bắt đầu bắt đầu nhai chữ rồi đó. Phải chẳng rằng người ta tốt hơn em chỗ nào? Tại sao em mà đừng mất tất cả những cái nốt trầm của mình, hiểu không? Mặc dù hôm nay là giọng thì rất đau nha. Hãy nghe đã, để con phải tập trung, con phải lao động đã. 2, 3.
Phải chăng rằng người ta tốt hơn anh chỗ nào? Trời ơi, phải có một cái sự tập trung nhá. Thì cái mặt âm thanh nó đang lỏng vô cùng. Con hát này. Phải chăng rằng người ta tốt hơn em chỗ nào? Tại sao em mang thì nó vỏ. Phải chăng rằng người ta tốt hơn em chỗ nào? Tại sao em mang nỗi buồn dâng kín lối? Tình yêu vốn tuyệt vời từ cả hai sẽ mang lại ngọt ngào, đâu phải làm cho nước mắt rơi đâu. Phải chăng rằng người ta ở bên anh lúc buồn, cớ sao như vậy không tìm anh lúc đấy? Vậy khi mỗi em một mình, người con gái luôn cần tìm, anh lại đang vui nơi ấy với ai? Nước mắt lại rơi. Gì đấy? Nước mắt lại rơi. Đó, em lại đi con. Chẳng rằng người ta tốt hơn anh chỗ nào? Đúng rồi, mày đây này. Tại sao em mang nỗi buồn dâng kín lối? Đúng rồi. Tình yêu vốn đẹp bởi đúng rồi. Ta hãy sẽ mang lại nào. Tình yêu vốn đẹp bởi từ ta hãy sẽ mày sẽ lên hả? Tình yêu vốn đẹp bởi từ ta hãy sẽ. Đúng rồi. Mở ra nữa. Sẽ. Tình yêu vốn đẹp bởi từ cái sẽ mang lại ngọt ngào, đâu phải làm cho nước mắt rơi đâu. Rồi, sorry đó, thấy không? Lúc nào thầy cũng phải thị phạm tét cái cổ họng thầy ra thì mày mới hiểu được vấn đề đấy. Ừ. Nhưng mà đi ra ngoài xã hội kia kìa, hoặc là một ngày nào đấy như thế nào đấy chẳng hạn, như thế ai sẽ thị phạm cho mình phải lưu, mình phải nhớ vào trong đầu là cái cảm xúc như thế nào và những cái kỹ thuật dạy là như thế nào. Được. Hiểu không nào? Nó thành một con người khác hẳn đấy, tin không? Nếu thầy từng nói con. Thầy đã bắt đầu đâu nhỉ? Được rồi. Vòng thử giọng. Thầy loại con vòng thử giọng hả? Thì tại vì lúc đấy hết chán đó. Thế thì phải loại thôi. À đúng không? Thôi tự nhiên nóng thế nhờ. Cậu tự nhiên tự nóng nào. Thì ý là nha. Nào cái mặt này đâu? Khi mà con hát nó không đúng là con bây giờ ấy, thì con không có cơ hội chứng minh thêm lần hai. Mà người ta chỉ nghe được cái lúc nó hát sai thôi. Người đánh giá thôi đúng không? Tập làm sao để cho lúc nào cũng ít nhất phải 1-9, 1-10 chứ không thể nào mà 1-9 và 1-4-5 được. Rằng người ta tốt hơn em chỗ nào? Tại sao em mang nỗi buồn dâng kín lối? Tình yêu vốn đẹp bởi từ cái sẽ mang lại ngọt ngào, đâu phải làm cho nước mắt rơi đâu. Hơi vào, đừng tụt hơi. Rằng người ta ở bên em lúc buồn, cớ sao như vậy không tìm anh? Bây giờ cái chỗ này thì mình cướp hơi này, chỗ này mình cướp từ một tí này và mình rung tần số rung mạnh hơn này, chứ mình không rung mỏng nữa mà mình rung dày này, thì nó sẽ tạo cái cảm giác là cảm giác gấp gáp và cảm giác cảm xúc nhá. Phải chẳng rằng người ta ở bên anh lúc buồn, cớ sao như vậy không tìm anh lúc đấy nào? Phải chẳng rằng người ta ở bên em lúc âm thanh bao âm thanh cớ sao như vậy không tìm anh lúc đấy? Tại vì mỗi anh một mình, người con gái em cần tìm, em lại đang vui nơi ấy với ai? Nước mắt lại rơi. Dạ cô ạ, cái chỗ này nếu mà mình muốn hát mà nó cảm xúc thì mình sẽ phải đổi giai điệu. Thế bây giờ mình sẽ đổi giai điệu như nào? Tình yêu vốn đẹp bởi từ cả hai sẽ mang lại ngọt ngào, đâu phải làm cho nước mắt rơi đâu. Nước mắt rơi đâu. Hiểu không? Em không thể tin mọi thứ như vậy, có ai đâu khổ thế này. Một lần sau cuối cầu xin anh đi mà cố gắng níu giữ anh được không? Đây nữa. Thử. Nghe nhá. Thử nào. Cố
gắng níu giữ anh được không? Đấy, đóng lên. Được không? Đó, đó, không phải không làm được không? Tại sao mày không tư duy, thấy mày tư duy cho mày vậy? Nào. Cố gắng níu giữ anh được không? Cố gắng níu giữ anh được không? Không ăn được này. Thế là thầy đang đặt thương thử để xem khi nào tôi buổi sau mình để tập cái đấy, hiểu không? Tức là mình khai phá mình ra. Mình đừng có bị hiền quá. Nào, làm lại cái câu đấy nào. Cố gắng níu giữ anh được không? Phải chẳng rằng người ta tốt hơn em chỗ nào? Tại sao em mang nỗi buồn giấu kín lối? Tình yêu vốn đẹp bởi từ cái sẽ mang lại ngọt ngào, đâu phải làm cho nước mắt rơi đâu. Đây nhá, cái chỗ này nếu mà mình muốn hát mà nó cảm xúc thì mình sẽ phải đổi giai điệu. Thế bây giờ mình sẽ đổi giai điệu như nào? Phải chẳng rằng người ta tốt hơn em chỗ nào? Tại sao em mang nỗi buồn giấu kín lối? Tình yêu vốn đẹp bởi từ cả hai sẽ mang lại ngọt ngào, đâu phải làm cho nước mắt rơi đâu. Nước mắt rơi đâu. Hiểu không? Nào lại lên thử cái nốt đấy đi nào. Đâu phải làm cho nước mắt rơi đâu. Đó. Phải chẳng rằng người ta ước bên anh lúc buồn? Tại sao em mang nỗi buồn sang kín lối? Tình yêu vốn đẹp bởi từ cả hai sẽ mang lại ngọt ngào, đâu phải làm cho nước mắt rơi đâu. Đó. Phải chẳng rằng người ta tốt hơn anh chỗ nào? Tại sao em mang nỗi buồn dâng lối? Tình yêu vốn đẹp bởi từ cái sẽ mang lại ngọt ngào, đâu phải làm cho nước mắt rơi đâu. Nhắc tiếp nhé. Phải chẳng rằng người ta ở bên anh lúc buồn? Cớ sao như vậy không tìm anh lúc đây, lúc đây, lúc đây, lúc đây. Thực sự là cô đang rất là mệt đó mọi người. Nên là cô đang cố gắng để dựng bài cho học trò ấy. Ngày hôm nay thì cái giọng nó đang không có ổn. Đấy, phá luôn cái đoạn này ra. Làm lại cái chỗ này nhá. Đấy, sẽ chuyển giọng nhá. Phải chẳng rằng người ta tốt hơn anh chỗ nào? Tại sao em mang nỗi buồn giống kín lối? Tình yêu vốn đẹp bởi từ cả hai sẽ mang lại ngọt ngào, đâu phải làm cho nước mắt rơi đâu. Phải chẳng rằng người ta ở bên anh lúc buồn? Cớ sao như vậy không tìm anh lúc đây? Vậy khi mỗi em người nào người con gái luôn thật lòng, em lại đang vui nơi ấy với ai? Đó, làm theo thầy. Phá luôn cái chỗ đấy ra. Đó. Phải chẳng rằng người ta tốt hơn anh chỗ nào? Tại sao em mang nỗi buồn giăng kín lối? Tình yêu vốn đẹp bởi từ cả hai sẽ mang lại ngọt. Cả hai sẽ đó. Đó, nó dùng, nó có độ dung nó mới hay được. Vâng. Hiểu không? Chứ đừng nói cả hai sẽ mà không có dung sẽ. Hai ba. Cái piano cho tới chỗ đấy là bát ý. Tam ba đam bam nhá, ví dụ nhá. Thì con sẽ hát này nhá. Phải chẳng rằng người ta tốt hơn em chỗ nào? Tại sao em mang nỗi buồn giăng kín lối? Tình yêu vốn đẹp bởi từ cả hai sẽ mang lại ngọt ngào, đâu phải làm cho nước mắt rơi đâu. Phải chẳng rằng người ta ở bên anh lúc buồn? Cớ sao như vậy không tìm anh lúc đây? Vậy khi mỗi anh một anh lại đang vui nơi ấy với ai? Nước mắt
lại rồi. Nào đi. Phải chẳng rằng người ta tốt hơn anh chỗ nào? Tại sao em mang nỗi buồn giăng kín lối? Tình yêu vốn đẹp bởi từ cái sẽ mang lại ngọt ngào. Đâu phải làm cho nước mắt, đâu phải làm cho nước mắt rơi đâu. Phải chẳng rằng người ta ở bên em luôn buồn, cứ sao như vậy không tìm anh lúc đây. Bởi vì mỗi anh một mình, người con gái luôn thật lòng, em lại đang vui nơi ấy với ai? Đúng rồi, nước mắt là đúng rồi đấy, thấy không? Chúng ta thấy không? Là giọng thì nó rất là tệ. Mà khi mà mình bám vào cái vị trí đấy, cái việc mà mình bị quét là nó sẽ hạn chế rất là nhiều, hay là bị mệt. Nhưng mà khi mà con hát, con phải chia cái độ lực đấy ra nó thật là tốt. Chị sẽ hát kiểu khác, vì chị là giọng nữ, đúng không? Còn nếu mà con là giọng nam thì con phải có cái sự đổi quãng, một làm nào để nó luôn luôn phải có một cái tư duy rằng là mình luôn đổi mới. Có những cái nhá, ví dụ như là thầy đi diễn ở ngoài đi, đôi khi thầy không bao giờ thầy phải hát những cái nốt cao như vừa rồi. Nhưng tại vì là màu giọng của con là đang thiên về bay và cao, nên là thầy sẽ phải thị phạm cái điều đấy, con hiểu không? Nhưng mà không có nghĩa là mình cũng nên áp dụng, mình chỉ áp dụng nó vừa đủ thôi, con hiểu không? Tại vì mình không có đao to búa lớn, hay là mình không có phải nhai đầu ai hay gì cả, mà mình hát cho khán giả của mình, cho bản thân mình, và mình hát để đã bản thân mình đã. Nó vẫn phải luôn luôn có cái sự hợp lý và phù hợp. Còn bây giờ nếu mà để lên các nốt cao nữa nhá, thì hoàn toàn làm được điều đấy. Nhưng mà mình không nhất thiết mình phải sử dụng cái đấy. Mình hãy hát ở trong quãng đẹp của mình. Và thi thoảng đấy, như là cái bài này, con có những cái nốt mà con phá ra khỏi giới hạn. Lại một lần nữa thôi nhá. Nào. Phải chẳng rằng người ta tốt hơn anh chỗ nào? Tại sao em mang nỗi buồn giăng kín lối? Tình yêu vốn đẹp bởi từ cái sẽ mang lại ngọt ngào. Khép vào. Đâu phải làm cho nước mắt làm cho nước mắt lên thẳng nốt đi. Đâu phải làm cho nước mắt đấy, nước mắt rơi đâu. Tại vì con đang chưa thử giai điệu. Nước mắt rơi đâu. Phải làm cho nước mắt rơi đâu. Phải chẳng rằng người ta bên em lúc buồn. Thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi, thôi đã. Hôm nay là mệt rồi. Hôm nay là con như thế là ok rồi.